Xin chào các bạn học sinh lớp 10. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một hoặc hai clip mà ôn tập ở cái bài 33 về phần sinh học vi sinh vật. Sau đó cô sẽ quay cho các bạn một số cái đề thi để chúng ta có thể tham khảo. Thì đầu tiên là ở cái bài 33 này thì chỉ có một số nội dung cơ bản ôn tập thôi. Nội dung đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là chuyển hóa vật chất và năng lượng. Và phần một nhỏ đó là các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Và ở đây người ta cho chúng ta một cái sơ đồ. Và nhiệm vụ của mình là sẽ hoàn thiện cái sơ đồ này. Như vậy ở đây người ta cho các cái cụm từ như là chất hữu cơ này, năng lượng ánh sáng này, carbonic này, kiểu dinh dưỡng này, năng lượng hóa học này. Ở đây người ta cho chúng ta 1, 2, 3 và 4 chú ý các dấu mũi tên. Và chúng ta sẽ thay tên các cái kiểu dinh dưỡng và chúng ta cho ví dụ vào các số 1, 2, 3 và 4. Như vậy đầu tiên là số 1 chúng ta chú ý này. Như vậy cái nguồn năng lượng sử dụng ở đây chính là ánh sáng mặt trời. Và cái nguồn carbon chủ yếu là CO2. Thì người ta gọi cái cách dinh dưỡng đây là quang tự dưỡng. Và một số ví dụ như là vi tảo này, vi khuẩn lam này, vi khuẩn lưu hình màu tía này và màu lục. Có nghĩa là nó phải có chứa lục lạp ở trong đó thì nó mới có khả năng là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để chuyển đổi cái nguồn carbon chủ yếu là CO2 tạo thành cái chất hữu cơ để tạo cho cơ thể của nó. Thì ở đây chúng ta thấy là nó giống với thực vật mà chúng ta đã học đúng không? Quá trình quang hợp gọi là quang tự dưỡng. Ở đây số 2, ở đây là chúng ta thấy là cái nguồn năng lượng chủ yếu cũng là năng lượng ánh sáng. Nhưng mà cái nguồn carbon chủ yếu đó là các cái chất hữu cơ. Cho nên là chúng ta gọi cái này là quang dị dưỡng. Có nghĩa là cũng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Nhưng mà để đồng hóa biến đổi những cái chất hữu cơ có sẵn để tạo thành những cái chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể của vi sinh vật, ví dụ như là vi khuẩn màu tía, màu lục mà nó không có chứa lưu huỳnh. Số 3 chúng ta tìm hiểu ở đây đó là cái nguồn năng lượng là năng lượng hóa học và sử dụng cái nguồn carbon chủ yếu là chất hữu cơ, thì người ta gọi cái hình thức này đó là hóa tự dưỡng. Tức là sử dụng những cái phương trình hóa học đó các em, những cái sự biến đổi về mặt hóa học để chuyển đổi thành những cái chất đặc trưng của cơ thể, ví dụ như là vi khuẩn hydro, vi khuẩn nitrat. Và cuối cùng cũng là sử dụng năng lượng hóa học nhưng mà cái nguồn carbon chủ yếu là CO2, thì người ta gọi đây là hóa tự dưỡng, ví dụ như một số động vật như là nấm hoặc là động vật nguyên sinh. Chúng ta sang phần 2 đó là về nhân tố sinh trưởng, thì chúng ta có hai cái khái niệm đó là vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng. Như vậy vi sinh vật nguyên dưỡng là những vi sinh vật mà nó tổng hợp được các cái nhân tố sinh trưởng, còn vi sinh vật khuyết dưỡng là nó là những vi sinh vật mà nó không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Còn các nhân tố sinh trưởng đó là gì thì bữa trước chúng ta tìm hiểu rồi đúng không? Đó là những cái một số các cái như là acid amin này, vitamin này, với cái hàm lượng rất là ít nhưng mà cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật, nhưng mà chúng lại không có tự tổng hợp được. Tuy nhiên là những loài mà tổng hợp được thì người ta gọi đó là vi sinh vật nguyên dưỡng, còn những loài không tổng hợp được thì người ta gọi đó là vi sinh vật khuyết dưỡng. Chúng ta sang cái nội dung thứ 3 đó là hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ 4 trong cái bảng sau. Thì trong cái bảng này người ta nêu cho chúng ta những cái kiểu hô hấp hay là lên men. Ở đây chúng ta có ba cái kiểu đó là hiếu khí, kỵ khí và lên men. Như vậy đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chấp nhận electron và sản phẩm khử. Thì chấp nhận electron của hô hấp hiếu khí đó chính là oxy, và sản phẩm khử đó chính là nước. Và nhóm vi sinh vật tham gia vào cái kiểu hô hấp hiếu khí này đó là nấm, động vật nguyên sinh, vi tảo, vi khuẩn hiếu khí. Còn trường hợp kỵ khí thì cái chấp nhận electron có thể là nhóm nitrat này, nhóm sunfat này, CO2 carbonic này. Và sản phẩm khử chính là NO2 trừ hoặc là NO2, N2O hoặc là N-nitơ hoặc là H2S hoặc là CH4. Thì cái nhóm vi sinh vật tham gia này ví dụ như là vi khuẩn đường ruột Pseudomonas bacillus, vi khuẩn vi sinh vật khử lưu huỳnh, vi sinh vật sinh mê metan. Trường hợp cuối cùng đó là cái kiểu hô hấp đó là cái hình thức là lên men.
Thì cái chất nhận elite trong chính là các chất hữu cơ, ví dụ như là acetaldehyde, axit pyruvic. Thì sản phẩm cử sẽ là ethanol hoặc là axit lactic, và trường hợp này người ta sử dụng để làm gì em? Lên men rượu hoặc là lên lên men chua, các sản phẩm chua đấy, như là chúng ta sử dụng nấm men rượu hoặc là vi khuẩn lactic. Về cái phần 4 là tế bào vi khuẩn sử dụng năng lượng chủ yếu là nó sử dụng vào ba cái hoạt động sau. Hoạt động thứ nhất là tổng hợp nên cái năng lượng đặc trưng cho bản thân nó là ATP, rồi sẽ sử dụng ATP này để tổng hợp các cái chất, rồi vận chuyển các chất, rồi quay tiên mao chuyển động vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo, đó là sinh trưởng của vi sinh vật. Thì ở cái phần sinh trưởng vi sinh vật này, chúng ta sẽ giải thích cái câu đầu tiên, câu số 1. Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ là không đổi? Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên tục ứng dụng. Thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Thứ nhất là bây giờ chúng ta sẽ nêu các cái pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục, thì gồm có 4 pha. Đó là pha tiền phát hay còn gọi là pha láp, pha lũy thừa còn gọi là pha lóc, pha cân bằng và pha suy vong. Thì pha tiền phát là số lượng tế bào nó chưa tăng này, vi khuẩn nó mới thích nghi với điều kiện môi trường, enzyme cảm ứng mới được hình thành để phân giải cơ chất. Còn pha lũy thừa chính là số lượng tế bào nó tăng theo cấp số nhân, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, tốc độ sinh trưởng cực đại. Pha cân bằng thì số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian, số lượng tế bào sinh ra bằng với số lượng tế bào chết đi. Và pha suy vong là số lượng tế bào trong quần thể giảm dần do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều. Như vậy ở đây chúng ta thấy là có hai cái pha mà trong cái nuôi cấy không liên tục mà có thời gian của một thế hệ nó không thay đổi, đó chính là cái pha tiền phát và pha cân bằng. Thì ở đây chúng ta thấy là số lượng tế bào nó không thay đổi. Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên tục và ứng dụng. Thì ở đây chúng ta thấy là thông thường thì trong nuôi cấy không liên tục thì cái pha suy vong này thì làm cho số lượng tế bào trong quần thể nó giảm dần, chất dinh dưỡng nó sẽ cạn kiệt và chất độc hại là tích lũy ngày càng nhiều. Cho nên là để mà đảm bảo được cái số lượng nó không thay đổi á, thì người ta sẽ sử dụng cái nguyên tắc đó là đổi mới cái môi trường nuôi cấy bằng cách người ta sẽ bổ sung liên tục các cái chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra một cái lượng dịch nuôi cấy tương ứng. Cho nên người ta ứng dụng điều này trong sản xuất những cái các hợp chất có hoạt tính sinh học cao như là axit amin này, enzyme này, các kháng sinh, các hóc môn vân vân. Ở câu số 2 này nói chung cái độ pH phù hợp nhất cho sự sinh trưởng của vi sinh vật là người ta cho như sau. Đối với vi khuẩn thì nó gần trung tính, đối với tảo đơn bào thì nó hơi ưa axit, đối với nấm thì axit và đối với động vật đơn bào là gần trung tính. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ thử nêu các cái môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng cái nhóm sinh vật ở trong cái bảng này. Thì chúng ta có thể nêu ra dựa vào cái độ pH. Vi khuẩn thì nó gần trung tính cho nên khi vào cái môi trường ký của nó là môi trường ký sinh này hoặc là môi trường hoại sinh thì có độ pH là gần trung tính. Tảo đơn bào thì nơi có pH axit nhẹ từ 5 đến 6, thì một số môi trường nước thì có pH nhẹ đó các em. Nấm thì thích hợp ký sinh, ví dụ như là môi trường axit thì dạ dày là môi trường axit này. Động vật đơn bào thì lại gần trung tính, thì trong các cái nước ở các con kênh mương ao hồ, thì đó là những cái ví dụ mà chúng ta có thể nêu nêu ra. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần ba la mã là sinh sản của vi sinh vật. Thì chúng ta trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào tử ở vi khuẩn. Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào? Thì ở đây thứ nhất là chúng ta trả lời cái ý đầu tiên là vi khuẩn có thể hình thành các cái loại bào tử như là ngoại bào tử đốt và nội bào tử. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt cái sự khác biệt giữa bào tử sinh sản là ngoại bào tử và bào tử đốt với nội bào tử của vi khuẩn. Thì bào tử sinh sản thì nó có khả năng sinh sản kém bền với nhiệt, nhưng mà nội bào tử thì không có khả năng sinh sản.
Được hình thành khi cơ thể gặp điều kiện sống bất lợi hoặc là cần chuyển sang một cái giai đoạn sống mới, bền với nhiệt nhờ cái lớp vỏ canxi đi dipicolinat bao bọc ở phía bên bên ngoài, hay người ta còn gọi là cái dạng kết bào sát đó các em. Rồi bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào? Thì bào tử vô tính có thể là bào tử kín hoặc là bào tử tròn, được hình thành qua nghiêm phong. Còn bào tử hữu tính là bào tử được hình thành qua giảm giảm phong, thì đó chính là sự khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nêu cái ý thứ hai, đó là nêu ví dụ ứng dụng sinh sản của vi sinh vật để phục vụ cái đời sống của con người. Thì đây chúng ta thấy là ứng dụng rất là nhiều đúng không? Ứng dụng trong một số ngành công nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học như insulin này, penicillin này, trong sản xuất bia, rượu, sữa chua này, trong đời sống hàng ngày của gia đình mình, ví dụ như làm da ua này, hoặc là muối cà này, hoặc là muối dưa này, vân vân, rất là nhiều những cái ứng dụng mà có thực hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta có thể ứng dụng được vi sinh sinh vật. Cái clip ngày hôm nay là chỉ quay đến phần 3 la mã thôi. Clip tiếp theo là cô sẽ quay cho chúng ta phần 4 la mã, 5 la mã. Mong các em hãy đón nhận clip tiếp theo nhé. Hãy nhớ like, share và đăng ký vào kênh của thầy cô. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 10. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái clip thứ hai ở bài 33 ôn tập về phần vi sinh vật. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung phần 4, đó là các biện pháp kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời từng cái nội dung ôn tập ở trong phần này nhé. Chúng ta sẽ trả lời cái nội dung đầu tiên là đường dùng để nuôi cấy vi sinh vật và dùng để ngâm các loại quả. Vì sao lại có thể dùng đường với hai loại mục đích hoàn toàn khác nhau? Lấy ví dụ về hợp chất khác có vai trò tương tự. Thì người ta có thể dùng đường với hai cái mục đích khác nhau. Thứ nhất đó là nuôi cấy vi sinh vật và ngâm quả. Là vì các cái chất carbon hữu cơ trong đường có thể là nguồn dinh dưỡng năng lượng cho vi khuẩn. Nhưng nếu nồng độ quá cao thì sẽ gây co nguyên sinh ở sinh vật và làm cho chúng không thể phát triển được. Cho nên là chúng ta có thể dùng đường để ngâm các loại hoa quả, làm cho chúng lên men. Đương nhiên là vi sinh vật nó không phát triển được. Trong một số trường hợp thì nó sẽ hạn chế sự phát triển của vi sinh vật và gây ra tình trạng lên men, đó là tạo ra axit lactic để làm chua cái phần hoa quả, đúng chưa? Hoặc là đường dùng để cung cấp với cái liều lượng nhất định thì cái nguồn carbon chủ yếu cho vi sinh vật là hóa tự dưỡng. Một cái hợp chất có cái vai trò tương tự đó là muối, muối ăn hàng ngày của chúng ta đấy, natri clorua đấy. Các bạn có thể về nhà phân tích cái ví dụ này. Chúng ta chuyển sang cái câu hỏi số 2. Hãy lấy những ví dụ về các yếu tố vật lý có ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật, phân tích khả năng sử dụng một số yếu tố vật lý để kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật. Có nghĩa là chúng ta dựa vào những cái yếu tố này để mà chúng ta sẽ kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật. Thì chúng ta có thể nêu ra có rất là nhiều những cái yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật, như là nhiệt độ này, độ pH này, độ ẩm này, các tia tử ngoại này, vân vân. Như vậy người ta có thể thường dùng cái nhiệt độ cao hoặc là tia tử ngoại để thanh trùng này, dùng cái độ pH và độ ẩm thích hợp để kiểm soát cái hoạt động của vi sinh vật. Ví dụ như là trong môi trường tủ lạnh của chúng ta đấy, thì ở nhiệt độ lạnh thì nó lại kiểm soát được cái hoạt động của vi sinh vật, kìm hãm được cái khả năng hoạt động của vi sinh sinh vật. Chúng ta chuyển phần sang phần số 5, đó là về virus. Thì người ta nói virus nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống. Thì cái ý kiến của em như thế nào? Thì các bạn có thể nêu ra, ở đây cô phân tích để các bạn hiểu và các bạn có thể nêu ra. Thì chúng ta thấy vì cái virus nó thuộc cả hai cái loại này luôn, đó là cơ thể sống và cơ vật không sống luôn. Vì đặc điểm của cơ thể sống là nó có tính di truyền đặc trưng này, và một số virus nó có enzyme riêng
nó có khả năng nhân lên trong cơ thể vật chủ để phát triển tăng về số lượng của nó luôn. Thì đó chính là những đặc điểm của cơ thể sống. Thì bên cạnh đó nó lại có những đặc điểm của cơ thể không sống như là kích thước rất là bé, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi, không có cấu tạo tế bào và không có khả năng trao đổi chất riêng, không có cảm ứng riêng, có nghĩa là phụ thuộc vào vật chủ. Cho nên nó là giữa ranh giới, khi nó vào trong vật chủ rồi thì nó hoạt động giống như một cơ thể sống, nhưng mà ở ngoài vật chủ thì giống như một vật không sống. Cho nên nó chính là cái ranh giới giữa cơ thể sống và cơ thể không sống. Ở cái bài số 2 chúng ta sẽ điền nội dung thích hợp vào cái bảng ở trong sách giáo khoa. Thì ở đây chúng ta thấy là thứ nhất là người ta cho chúng ta virus HIV. Thì cái loại acid nucleic có nghĩa là cái lõi ADN của nó đó các em. Thì đó chính là ARN một mạch, hai phân tử. Cái vỏ capsid có đối xứng, nó dạng hình khối và đặc biệt là nó có cái màng bọc bên ngoài cái vỏ capsid. Và cái vật chủ mà nó ký sinh đó chính là người. Cái phương thức lây truyền thì chúng ta biết rồi đúng không? Qua ba con đường. Qua đường máu bằng cách là truyền máu, hoặc là sử dụng những đồ dùng có nhiễm máu mà va vào vết thương của mình. Từ mẹ sang con. Và qua quan hệ tình dục không an toàn với cái người mà đã bị nhiễm HIV thì nó sẽ lây. Và chúng ta lưu ý là chỉ cần biết cái phương thức lây truyền này mà chúng ta phòng ngừa thì chúng ta hoàn toàn có thể là phòng trừ được cái virus HIV tấn công và gây ra cái bệnh AIDS. Thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu về virus khảm thuốc lá, tobamovirus, cái tên gọi của nó đó các em. Thì ở đây chúng ta thấy là cái acid nucleic của nó là ARN chỉ có một mặt. Và cái vỏ capsid có đối xứng của nó là dạng xoắn. Và nó không có cái vỏ bọc phía ngoài cái vỏ capsid. Phía ngoài là còn có thêm một cái vỏ bọc có gai glyco nữa đó các em. Và cái vật chủ của nó ký sinh đó là cái cây thuốc lá. Và cái phương thức lan truyền của nó đó là do cái động vật chích đốt từ cây này sang cây khác thì nó sẽ nhiễm virus từ cây này sang cây khác. Thứ hai đó là Fager T2. Thì cái loại acid nucleic của nó là ADN 2 mặt. Cái vỏ capsid có đối xứng là hỗn hợp, không có màng bọc. Cái vật chủ của nó đó là cái vi khuẩn E. coli. Và cái phương thức lan truyền là qua dịch nhiễm Fager. Và cuối cùng đó chính là cái virus cúm Influenza virus, loại nucleic của nó đó là ARN một mặt. Cái vỏ capsid của nó là xoắn, có cái màng bọc ở phía bên ngoài. Và cái vật chủ ký sinh của nó đó chính là người, và chủ yếu là qua xôn khí. Xôn khí là gì? Đó là những cái hạt khí nhỏ có chứa nước nhỏ xíu mà nó văng ra khỏi cơ thể của người bị bệnh qua cái con đường hắt hơi hoặc là hít thở. Nói chung là lây truyền qua con đường hô hấp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nội dung phần 2, chúng ta chuyển sang phần 3 nhé. Ở đây người ta cũng cho chúng ta một cái sơ đồ, đó là sự đề kháng của cơ thể. Thì chúng ta có miễn dịch không đặc hiệu, hàng rào sinh học, hóa học, lý học. Và miễn dịch đặc hiệu là đáp ứng miễn dịch thì gồm có miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. Và nhiệm vụ của mình là hãy cho ví dụ minh họa từng loại miễn dịch 1 và 2. Thì ở đây chúng ta thấy là bữa trước chúng ta học rồi đúng không? Con người chúng ta có khả năng là chống lại một số cái sự xâm nhập của virus, vi khuẩn nhờ vào cái khả năng miễn dịch. Và đây chúng ta có hai loại miễn dịch, đó là miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu. Miễn dịch không đặc hiệu hay còn gọi là miễn dịch tự nhiên. Miễn dịch tự nhiên có nghĩa là bản thân tự miễn dịch được với những cái virus, vi khuẩn đó nhờ vào cái hàng rào sinh học, hóa học, lý học của cơ thể, qua da, qua niêm mạc, qua thực bào vân vân. Còn miễn dịch đặc hiệu là miễn dịch đáp ứng, có nghĩa là miễn dịch tập nhiễm, có nghĩa là mình đã nhiễm một lần rồi hoặc là mình đã được tiêm vaccine. Thì có hai loại đó là miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. Bây giờ chúng ta cùng phân biệt hai cái loại miễn dịch này. Thì ở đây chúng ta thấy là miễn dịch thể dịch có nghĩa là cơ thể sẽ hình thành các cái kháng thể để đáp ứng lại, làm trung hòa kháng nguyên
các kháng thể trong huyết tương này, trong dịch tế tế bào. Nhưng ngược lại, miễn dịch dịch thể thì nó có hai trường hợp, đó là có đại thực bào này, có bạch cầu trung tính này, là thực bào tế bào, là tế bào tê độc thì tiêm chất độc để giết chết tế bào bị nhiễm vi sinh vật. Có nghĩa là trường hợp này là trường hợp chúng ta tiêm vaccine ra các em, chúng ta đưa vi khuẩn virus vào nhưng mà được làm yếu đi hoặc chết đi, thì chúng ta có đại thực bào, đó là những cái tế bào bạch cầu nó đến nó sử dụng hình thành chân giả để bắt và nuốt tiêu diệt những cái vi khuẩn virus. Hoặc là bạch cầu trung tính này là những cái tế bào lạ xâm nhập vào thì bạch cầu lympho T nó sẽ tiêm cái chất độc làm tan cái tế bào bị nhiễm vi khuẩn virus và giết chết vi khuẩn virus không có xâm nhiễm sang những cái tế bào bên cạnh. Rồi chúng ta chuyển sang cái nội dung cuối cùng, đó là cái phần số 4, điền vào chỗ trống thuật ngữ hoặc là những cái tập hợp từ phù hợp nhất trong các cái câu sau. Thì ở cái phần này chúng ta sẽ hoàn thành cái bài tập điền khuyết này. Như vậy, bệnh viêm gan B là do một loại virus được truyền chủ yếu qua đường máu. Như vậy từ ở đây chúng ta còn điền đó là từ máu này. So với các loại sữa bột hay sữa đặc có đường thì sữa mẹ có rất là nhiều ưu điểm. Một lợi thế rõ rệt là ở sữa mẹ có khả năng giúp trẻ chống nhiễm trùng. Chúng ta nhớ đến cái cụm từ đây là chống nhiễm trùng, vì trong sữa mẹ có nhiều loại, ở đây chúng ta điền từ là kháng thể và các lysozyme, là một loại enzyme có khả năng tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Trẻ nhỏ và người cao tuổi dễ mẫn cảm với bệnh nhiễm trùng, vì hệ thống miễn dịch của họ có thể là, thứ nhất là còn yếu, ví dụ như ở trẻ nhỏ này còn yếu này, hoặc là ít, ví dụ như các tế bào bạch cầu đã chết dần đi này, hoặc là không hoạt động nữa, cho nên là dễ bị bệnh nhiễm trùng. Như vậy là clip này đã kết thúc cái nội dung ôn tập ở bài thứ 33. Hôm sau cô sẽ quay cho các bạn một số cái đề kiểm tra để các em tham khảo. Chúc các em học bài thật là tốt và nhớ đăng ký vào kênh của thầy cô nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.